Ủa mà đó giờ con mới thấy con cá màu hồng nha. Cá này cá tre hồng tượng. Màu hồng hả? Tao để lại gần coi coi. Tại nó dính sình, nó dễ chết à. Chết lâu như ta? Mới chết còn nhiều quá nè. Con cá hồng ngộ ha. Cá này cá tre hồng tượng, cá kiển nè. Như xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Con Gái Miền Tây. Nói đến chao thì ai cũng nghĩ ngay đến bầu luộc chấm chao sẽ rất là ngon. Và đây là một món ăn rất là bình dị. Hoặc là rau luộc chấm chao sẽ rất là ngon và ăn rất là tốn cơm luôn. Và nói đến đây thì đây không phải là một món ăn sang trọng, vì đây chỉ là một món ăn bình dị đạm bạc của người dân nhà quê mà thôi. Nhưng mình rất là thích ăn món này. Mỗi lần mà ăn món này á hả, toát mồ hôi mà no bể bụng luôn vậy á cả nhà. Hôm nay thì xin mời cả nhà hãy cùng Như, chúng ta hãy cùng nấu lại món này và tìm về cái cảm giác mà bầu luộc chấm chao ăn với cơm nóng, hít thà luôn á cả nhà. Đi thôi. Mẹ mình nói mẹ mình cắm câu ngoài cây cầu nha, để mình ra coi có không. Sao sáng giờ mình ở đây mình không thấy gì hết trơn. Chết rồi. Hả? Ê, con cá bự mà sao chết uổng vậy? Trời ơi. Đâu mẹ cầm lên coi. Cầm đi vô đi gớt một cái, gớt một cái bây giờ. Này cá tre hồng tượng nó giải ơi bụng đất không. Trời đất ơi, cả nhà con cá bự ghê mà nó chết uổng ghê vậy à. Ủa mà đó giờ con mới thấy con cá màu hồng nha. Cá này cá tre hồng tượng. Màu hồng hả? Tao để lại gần coi coi. Tại nó dính sình, nó dễ chết á. Chết lâu như ta? Mới chết còn nhiều quá. Con cá hồng ngộ ha. Cá này cá tre hồng tượng, cá kiển nè. Trời ơi, mập quá ta. Ký không mà? Ký. Mất ơi. Qua móc một mồi rồi cột vô cái cầu nè. Trời ơi,
Ừ, cá bắt tay luôn á. Để mở ra rồi móc một mồi khác. Rồi mở ra đi. Móc một mồi khác. Rồi xuống mở ra đi. Trời ơi, quăng chơi chơi vậy mà cũng dính nữa. Giải trình đất không. Cá bự dữ vậy. Chết uổng quá ha, phải chi còn sống hả ba? Sống mình nuôi kiển. Con này nuôi chắc nó bự lắm ha. Trời ơi, bây giờ gỡ ra. Ăn sâu quá mà. Nó mà gỡ ra một cái là nó đến sảy rồi. Rồi, trắng tươi rồi, hãy thương quá ha. Vàng vậy là bà giải với trình hồng mà. À, đâu quay lại vô coi. Cách đi hồng tượng, mắt sâu quá, nó giải sình một vùng. Đúng quá, tự nhiên chết uổng quá. Phải sáng mẹ ra sớm là mẹ phát hiện nó còn sống á. Giờ này mẹ mới ra. Gỡ ra đi rồi thả cục mồi khác xuống mẹ ơi. Mà giờ nó chết rồi mình làm gì ăn ta? Mần muối chiên hả? Xả ớt. À, muối xả ớt. Cho đựng tanh ha. Hôm qua mình ngồi đây mình nói ăn cá trê chi chấm nước mắm gừng. Bữa nay có cá trê thiệt. Móc một mồi khác. Rồi uống cá kìa. Cá nhà. Cá gì màu hồng mà hồi đó giờ như mới thấy con cá chê màu hồng. Ngộ thiệt, mập ghê. Qua này nước ấy cái móc bị cái cột vô cái cầu ra. Xin nó ăn sáng quên thăm. Phao á, cái phao đèn à. Cái phao đèn á, phao đèn của Tiên á. Hồi tối qua cũng nước cạn vậy hả mẹ? Cá này chắc không phải cá sông nè. Ha. Giờ mẹ Như thả cục mồi xuống kìa. Coi mẹ Như câu kìa. Hồi bữa thì Như câu cây cần câu rồi thì cũng chế chế. Còn giờ không có cần câu luôn. Có cọng nhỏ không dục xuống. Vậy là dính cá cả nhà. Cũng cựa quậy dữ lắm á. Dạ. Trời ơi, khổ ghê luôn. Hai thấy mình ăn cơm nhà nghèo á, nay trao cái cho cá chê ăn cơm ta. Hơi Như lo vớt con cá với mẹ Như mà cái nồi rau của Như nó muốn rụt luôn rồi nè. Bây giờ Như vớt ra nha. Ôi, nó rụt hết trơn rồi. Mới mua hủ chao nè cả nhà ơi. Bây giờ Như sẽ múc ra để chuẩn bị ăn cơm với mẹ nha cả nhà. Trời ơi, ngon ghê chưa. Trời ơi, thích ăn chao này nhất luôn á. Miếng nước nè. Như múc cái đó bể hết trơn rồi cả nhà. Bỏ vô mấy trái ớt nữa. Cho mẹ Như, xíu mẹ Như có ăn thì mẹ Như ăn. Chứ Như cũng có ăn ớt nhiều. Chao này về là mẹ Như nghiêm lại rồi nè cả nhà. Ngon lắm. Bây giờ thì chuẩn bị ăn cơm thôi.
nhà ơi, bữa cơm của hai mẹ con Như đã xong rồi. Hôm nay thì ăn cơm đạm bạc nha cả nhà. Ăn cơm với chao, với bầu luộc, với cải, với đậu bắp luộc. Mời cả nhà ăn cơm chung với hai mẹ con Như nha. Cả nhà dùng cơm. Đơn giản vậy mà tốn cơm quá mẹ. Ăn ngon cái ngay á, ăn hoài luôn. Sẽ chào tạm biệt mọi người ở đây rồi. Rất mong là mọi người sẽ thích video này. Nếu như mà yêu mến Như và mẹ thì đừng quên để lại một đăng ký và nhấn cái chuông thông báo để xem những video mới nhất của Như với mẹ nhé. Tạm biệt mọi người.